Chương trình thời sự buổi tối của Đài Truyền hình Việt Nam. Chương trình thời sự tối nay thứ 6 ngày 26 tháng 11 sẽ chuyển đến quý vị những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri các quận Hai Bà Trưng, Ba Đình, Đống Đa theo hình thức trực tuyến sau kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới thành phố Jeonna bắt đầu chuyến thăm chính thức Liên bang Thụy Sĩ. Theo lời mời của Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ, chuyến thăm khẳng định sự coi trọng quan hệ hữu nghị giữa hai nước nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Việt Nam cam kết đóng góp tích cực, mạnh mẽ, hiệu quả vào hòa bình, ổn định, hợp tác phát triển ngày càng hùng cường, thịnh vượng giữa hai khu vực Á-Âu. Khẳng định của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại hội nghị trực tuyến cấp cao ASEM lần thứ 13. Trong nỗ lực chống đại dịch COVID-19 với sự xuất hiện biến thể mới đang lây lan tại Nam Phi với số lượng đột biến rất cao.